Theo kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì ổn định và phát triển nhân rộng 22 chuỗi cung cấp thực phẩm nông sản an toàn được xây dựng trong giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tỉnh chủ trương mở rộng 22 chuỗi đã xây dựng, tăng thành viên tham gia, mở rộng thêm sản phẩm của chuỗi, tăng sản lượng của sản phẩm tham gia chuỗi, mở rộng thị trường tiêu thụ trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu. Các đơn vị đạt tiêu chuẩn cung cấp chuỗi sản phẩm sạch phải đảm bảo có cơ sở sản xuất, có nơi chế biến đóng gói, có nơi tiêu thụ, cửa hàng nơi cung ứng. Có 100% người tham gia sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, quản lý mô hình chuỗi có kiến thức về an toàn thực phẩm, quản lý theo chuỗi. 100% cơ sở sản xuất ban đầu được chứng nhận GAP, ký cam kết sản xuất sản phẩm an toàn, cơ sở sơ chế chế biến được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương, sản phẩm được bày bán tại các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết bảo đảm an toàn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh xây dựng mới ít nhất 15 chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên các nông sản chủ lực của tỉnh, có ít nhất 50% sản lượng nông sản chủ lực để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi, một số thiết bị dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường để tự giám sát một số chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Thiết kế bao bì, tem nhãn để nhận diện sản phẩm, quảng bá và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh có nguồn vốn vay ổn định, vay kỳ hạn dài lãi suất ưu đãi để khuyến khích các cơ sở áp dụng và triển khai mô hình chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.